Thầy chào các em. Trong tiết học ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu bài học môn toán lớp 5 tuần 22 tiết 110 bài thể tích của một hình. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu bài học nhé. Bài học hôm nay gồm hai nội dung. Nội dung thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu thể tích của một hình và nội dung thứ hai là bài tập thực hành. Nào, bây giờ chúng ta tìm hiểu nội dung thứ nhất nhé. Thể tích của một hình là gì? Trên màn hình thì có một cái bể cá dạng hình hộp chữ nhật đựng đầy nước. Các em thấy hình hộp chữ nhật A2 chính là hình dạng của bể cá này, chiếm một khoảng trống trong không gian. Tương tự như vậy thì có một khối kim loại hình lập phương và khối kim loại này cũng chiếm một khoảng trống trong không gian. Từ đây chúng ta rút ra được khái niệm về thể tích của một hình. Thể tích của một hình là lượng không gian mà hình đó chiếm. Thầy nhắc lại, thể tích của một hình là lượng không gian mà hình đó chiếm. Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ 2. Thì có một hình hộp chữ nhật và một hình lập phương. Đặt hình lập phương vào bên trong hình hộp chữ nhật. Các em quan sát thấy rằng phần không gian mà hình lập phương chiếm nhỏ hơn phần không gian mà hình hộp chữ nhật chiếm. Vì thế, có thể nói rằng thể tích của hình lập phương bé hơn thể tích của hình hộp chữ nhật. Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ 3. Trên màn hình có hai hình, hình C và hình D. Hình C gồm 4 hình lập phương bằng nhau, hình D cũng gồm 4 hình lập phương bằng nhau như thế. Vì thể tích của mỗi hình lập phương bằng nhau, nên ta có thể nói thể tích hình C bằng thể tích hình D. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu ví dụ 4. Trên màn hình ta có hình A gồm 6 hình lập phương bằng nhau. Ta tách hình A thành hai hình B và C. Hình B gồm 4 hình lập phương và hình C gồm 2 hình lập phương. Vì tổng số hình lập phương của hình A bằng tổng số hình lập phương của hai hình B và C nên ta nói thể tích hình A bằng tổng thể tích các hình B và C. Chúng ta vừa tìm hiểu khái niệm về thể tích của một hình. Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng vào bài tập thực hành nhé. Bài tập số 1. Các em quan sát hình A, hình B và trả lời 3 câu hỏi sau. Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ? Hình hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phương nhỏ? Hình nào có thể tích lớn hơn? Các em suy nghĩ và tìm câu trả lời nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng xem đáp án nhé. Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ? Đáp án là 16 hình. Hình hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phương nhỏ? Đáp án là 18 hình. Hình nào có thể tích lớn hơn? Đáp án là hình B có thể tích lớn hơn hình A. Bài tập số 2. Các em quan sát hình A, hình B và trả lời 3 câu hỏi sau nhé. Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ? Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ? So sánh thể tích của hình A và hình B. Các em hãy quan sát hình AB, suy nghĩ và tìm câu trả lời nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng xem đáp án nhé. Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ? Đáp án là 45 hình. Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ? Đáp án là 26 hình. So sánh thể tích của hình A và hình B. Hình A có thể tích lớn hơn hình B. Nào, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu bài tập số 3 các em nhé. Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật có bao nhiêu cách xếp khác nhau?
Các em hãy suy nghĩ và tìm câu trả lời nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem đáp án nha. Có 5 cách xếp như sau. Cách 1. Hình hộp chữ nhật có chiều dài 1 cm, chiều rộng 1 cm và chiều cao 6 cm. Cách 2. Hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 1 cm và chiều cao 1 cm. Cách 3. Hình hộp chữ nhật có chiều dài 3 cm, chiều rộng 2 cm và chiều cao 1 cm. Cách 4. Hình hộp chữ nhật có chiều dài 3 cm, chiều rộng 1 cm và chiều cao 2 cm. Cách 5. Hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 cm, chiều rộng 1 cm và chiều cao 3 cm. Các em thân mến, chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung bài học. Các em cùng thầy đọc lại ghi nhớ nhé. Ghi nhớ, thể tích của một hình là lượng không gian mà hình đó chiếm. Các em thân mến, các em có thể vận dụng kiến thức vừa học vào trong thực tế đời sống. Các em có thể so sánh thể tích của các vật dụng trong nhà như thể tích của cây bút và cái cặp, thể tích của cái cặp và cái bàn, hoặc thể tích của cái bàn và thể tích căn nhà của mình. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Thì chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi. Thân ái, chào tạm biệt.